Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 3. Các em ở sách và bài tập của môn toán lớp 3, bài 92, số 10.000 luyện tập. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Bài tập số 1 có nội dung như sau. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Đầu tiên, chúng ta có câu A. 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Thì ở đây chúng ta nhận thấy số sau lớn hơn số trước 1.000 đơn vị. Chúng ta có 5.000 đến 6.000, 6.000 đến 7.000, 7.000 đến 8.000. Cho nên muốn tìm số tiếp theo của số 8.000, chúng ta sẽ lấy 8.000 cộng với 1.000 và chúng ta sẽ có số 9.000. Tiếp tục muốn tìm số sau của số 9.000, chúng ta sẽ lấy 9.000 cộng với 1.000 và chúng ta được số 10.000. Tiếp tục chúng ta làm câu B. Câu B chúng ta có 9.995, 9.996, 9.997 và 9.998. Như vậy trong dãy số này chúng ta có số sau lớn hơn số trước một đơn vị. Vì vậy, muốn tìm số tiếp theo của số 9.998, chúng ta sẽ lấy số này cộng với 1 và chúng ta sẽ được số là 9.999. 9.999 cộng với 1 thì chúng ta sẽ được số là số 10.000. Tiếp theo chúng ta sẽ làm câu C. Câu C chúng ta có 9.500, 9.600, 9.700 và 9.800. Thì trong dãy số này chúng ta thấy số sau lớn hơn số trước là 100 đơn vị. Vì vậy muốn tìm số tiếp theo của số 9.800, chúng ta sẽ lấy số này cộng với 100 và chúng ta sẽ được 9.900. 9.900 cộng với 100 thì chúng ta sẽ được là 10.000. Tiếp tục chúng ta sang câu D. Câu D chúng ta có số 9.950, 9.960, 9.970 và 9.980. Thì ở đây số sau lớn hơn số trước 10 đơn vị. Vì vậy muốn tìm số tiếp theo của số 9.980, chúng ta sẽ lấy số này cộng với 10 và chúng ta sẽ được số là 9.990. 9.990 cộng tiếp với 10 thì chúng ta sẽ được số 10.000. Như vậy, chúng ta làm xong bài tập số 1. Tiếp theo, chúng ta làm bài số 2. Bài số 2 có nội dung như sau. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch. Ở đây, chúng ta quan sát mỗi vạch. Những số người ta đã cho thì số 9.905, 9.906, tức là mỗi vạch này vạch sau lớn hơn vạch trước một đơn vị. Vì vậy chúng ta sẽ có số đầu tiên là chúng ta lấy số 9.905 trừ đi 1 thì chúng ta sẽ được số là 9.904. Tiếp tục 9.906 chúng ta cộng với 1, chúng ta sẽ được số là 9.907. 9.907 cộng với 1, chúng ta sẽ được số là 9.908. Và 9.908 cộng với 1, chúng ta sẽ được số là 9.909. 9.909 cộng với 1, chúng ta sẽ được số là 9.000.
910. Như vậy chúng ta làm xong bài tập số 2. Tiếp theo chúng ta làm bài 3. Bài 3 người ta yêu cầu chúng ta viết số thích hợp vào chỗ chấm. Thì đầu tiên chúng ta có cột số liền trước, thứ hai là cột số đã cho, và thứ ba là cột số liền sau. Thì số đã cho là đầu tiên là 4.528. Muốn tìm số liền trước của số này, chúng ta lấy số 4.528 trừ đi 1 thì chúng ta sẽ được số là 4.527. Tiếp tục, chúng ta muốn tìm số liền sau của số 4.528, chúng ta sẽ lấy số 4.528 cộng với 1 thì chúng ta sẽ được số 4.529. Tiếp theo, chúng ta có số đã cho là 6.139. Muốn tìm số liền trước của 6.139, chúng ta lấy 6.139 trừ đi 1 thì chúng ta sẽ được số là 6.138. Muốn tìm số liền sau của 6.139, chúng ta sẽ lấy 6.139 cộng với 1 thì chúng ta được số 6.140. Tiếp tục, chúng ta có số 2.000. Số liền trước của số 2.000 là 2.000 trừ 1 thì chúng ta được số 1.999. Số liền sau của số 2.000 là 2.000 cộng 1 thì chúng ta được số 2.001. Tiếp tục, chúng ta có số 2.005. Thì muốn tìm số liền trước của số 2.005, chúng ta lấy 2.005 trừ đi 1, chúng ta được 2.004. Và muốn tìm số liền sau, chúng ta sẽ lấy 2.005 cộng với 1, chúng ta được số 2.006. Tiếp theo, muốn tìm số liền trước của số 5.860 thì chúng ta lấy 5.860 trừ đi 1, chúng ta được số 5.859. Tiếp tục, số liền trước, số liền sau của số 5.860 là 5.860 cộng 1, chúng ta được số là 5.861. Thì tương tự cách làm như vậy, chúng ta sẽ tìm số liền trước của số 9.090 thì chúng ta sẽ có số liền trước là 9.089. Số liền sau sẽ là 9.091. Cách làm thì chúng tôi không nói lại nữa. Tiếp theo, chúng ta có số liền trước của số 9.999 là 9.998. Số liền sau sẽ là số 10.000. Tiếp theo,
chúng ta có số 9899. Số liền trước của nó sẽ là 9898. Và số liền sau của nó sẽ là 9900. Tiếp theo, chúng ta có số 1952. Số liền trước của nó sẽ là 1951. Và số liền sau của nó sẽ là 1953. Tiếp tục, chúng ta có số 2009. Số liền trước của nó sẽ là 2008. Và số liền sau của nó sẽ là 2010. Thì như vậy chúng ta làm xong bài số 3. Tiếp theo chúng ta làm bài số 4. Bài số 4 có nội dung như sau. Người ta yêu cầu chúng ta điền số. Câu A. Các số tròn nghìn bé hơn 5555 là. Thì ở đây chúng ta biết những số tròn nghìn là 1000, 2000, 3000, 4000. Nhưng phải bé hơn 5555 thì chúng ta sẽ lấy từ 1000 đến 5000. Chúng ta không thể lấy 6000 bởi vì 6000 lớn hơn 5555. Do đó chúng ta sẽ có số 1000, 2000, 3000, 4000 và 5000. Đây là những số tròn nghìn nhưng bé hơn 5555. Tiếp tục chúng ta có câu B. Số tròn nghìn liền trước 9000 là. Thì chúng ta có các số tròn nghìn là 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 và 9000. Thì liền trước 9000 đó chính là 8000. Tiếp tục chúng ta sang câu C. Số tròn nghìn liền sau 9000 là. Thì 9000 sẽ đến 10000. Như vậy chúng ta làm xong bài số 4. Tiếp theo chúng ta làm bài số 5. Thì bài 5 có nội dung như sau. Câu A. Đo rồi viết số đo độ dài thích hợp vào dấu chấm. Chiều dài của hình chữ nhật là. Thì bài này các em tự đo. Ví dụ ở đây các em đo được chiều dài là các em đặt thước, các em đo. Ví dụ ở đây các em đo được chiều dài là 13 cm chẳng hạn. Thì cách đo thì chắc các em biết rồi. Chúng ta sẽ đặt thước sao cho bắt đầu từ cái vạch 0 cm của thước sẽ trùng với điểm đầu của chiều dài. Sau đó chúng ta sẽ xem điểm cuối của chiều dài trên thước chỉ bao nhiêu cm, thì đó chính là độ dài, số đo độ dài của hình chữ nhật. Thì ví dụ ở đây các em đo được 13 cm chẳng hạn, chiều dài của 13 cm, thì các em điền vào đây là 13 cm. Tương tự các em đo chiều rộng của hình chữ nhật, chiều rộng của hình chữ nhật thì các em cũng đặt thước sao cho cái vạch 0 cm của thước trùng với điểm đầu tiên của chiều rộng hình chữ nhật. Tiếp theo cái điểm thứ hai của chiều rộng, các em nhìn trên thước xem thước chỉ vạch bao nhiêu cm, thì đó chính là số đo của chiều rộng hình chữ nhật.
cụ thể đây ví dụ các em đo được là 5 cm chẳng hạn. Ví dụ thôi, có thể là trên thực tế các em đo sẽ khác. Thì các em sẽ điền là chiều rộng của hình chữ nhật là 5 cm. Tiếp theo sang câu B. Câu B người ta yêu cầu chúng ta tính chu vi của hình chữ nhật. Thì ví dụ sau khi các em đo được chiều dài là 13 cm, chiều rộng là 5 cm, thì tính chu vi của hình chữ nhật các em sẽ lấy chiều dài cộng với chiều rộng là 13 cộng với 5. Sau đó được kết quả bao nhiêu? Các em nhân với 2. Thì đây chính là chu vi của hình chữ nhật. Thì 13 cộng với 5 bằng 18. Sau đó lấy 18 nhân với 2 bằng 36. 36 cm. Thì đây chỉ là ví dụ thôi, còn trên thực tế thì các em đo chiều dài và chiều rộng có số đo khác thì chu vi của nó sẽ được tính kết quả bằng số khác. Thì như vậy chúng ta đã làm xong bài tập số 5. Video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video sau.